Trang điểm khi chụp hình kỹ yếu hoặc là khi mặc áo dài trắng thì mọi người luôn yêu cầu là phải nhẹ nhàng, tự nhiên đúng không? Nhưng mà trang điểm nhẹ nhàng theo cách như thế này thì chắc chắn là ai cũng phải khóc thét thôi, sao mà đỡ được. Tôi biết mà, gu của mấy bà là kiểu trang điểm đơn giản, nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng mà nó phải đẹp chứ không phải là kiểu lố lăng ô về. Tại cho nên hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mấy bà cách để trang điểm nhẹ nhàng sao cho phù hợp khi mặc áo dài chụp ảnh kỹ yếu nha. Để đảm bảo có được một lớp nền đẹp trước khi trang điểm, lúc nào mình cũng sẽ cần phải làm sạch da, không chỉ là rửa mặt không thôi đâu nha, mà mình sẽ dùng thêm nước hoa hồng nữa. Nước hoa hồng có tác dụng làm sạch và cân bằng da, ngoài ra thì nó còn giúp thu nhỏ lỗ chân lông. Chụp ảnh kỹ yếu thì thể nào cũng sẽ có lúc phải chụp hình ở ngoài trời, cho nên là mình sẽ sử dụng kem chống nắng để bảo vệ cho da. Mình sẽ bôi một lượng kem chống nắng vừa đủ thôi, mọi người lưu ý là không nên bôi quá nhiều kem chống nắng, vì với lượng kem dư thừa đó khi mà mình đánh nền lên nó sẽ rất là dễ bị móc nền và trượt nền của mình. Tiếp theo là bước đánh nền, bạn có thể sử dụng cushion hoặc là các loại kem nền tùy thích, nhưng mà ở đây thì mình sẽ ưu tiên sử dụng cushion bởi vì nó tiện lợi hơn, vừa tích hợp cả kem lót và kem nền luôn. Mình sẽ dùng bông mút để thực hiện thao tác dặm cushion ở trên da, lưu ý là chỉ dặm chứ không được kéo vào miết. Khi đánh nền ở vùng da nào thì mình sẽ làm cho xong hẳn ở vùng da đó đi đã, rồi sau đó mình mới di chuyển từ từ qua những cái vùng da khác, chứ không thể vừa làm ở đây một chút xíu rồi mình bỏ dở mình làm qua vùng da khác thì nó sẽ rất là dễ bị loang lỗ cái lớp nền của mình. Những bạn nào mà mắt bị thâm quầng do thức khuya học bài hay là do bấm điện thoại gì đó thì tôi không biết, nhưng mà tôi biết chắc chắn là mọi người nên sử dụng kem che khuyết điểm ở vùng này. Kem che khuyết điểm có tông màu sáng hơn da, vừa có thể giúp che khuyết điểm thâm quầng mắt, rãnh cười, vừa có thể highlight nâng cơ cho gương mặt. Bạn có thể dùng cọ hoặc là bông mút để tán kem, cái nào cũng được tùy theo sở thích và sở trường của bạn, miễn là bạn dùng nó quen tay và nó giúp cho bạn tán kem đều hơn là được. Thời tiết mùa hè nóng bức cho nên da sẽ rất là dễ đổ dầu và đổ mồ hôi, mình sẽ cần phải dặm phấn phủ thật là kỹ để cho lớp nền của mình được bền chặt hơn. Về phần kẻ chân mày thì sẽ theo nguyên tắc thiếu chỗ nào thì mình kẻ thêm ở chỗ đó. Chân mày của mình nó lợt nhách cho nên là thiếu toàn bộ luôn, mình sẽ phải kẻ từ đầu tới đuôi. Bình thường các sợi lông mày của mình mọc theo hướng như thế nào thì bây giờ mình sẽ dùng bút để vẽ theo hướng đó. Những bạn nào mà chân mày đen đẹp rồi thì chỉ cần tỉa tót là một chút xíu thôi là ok rồi, không cần phải tốn thời gian vẽ vời giống như mình. Nếu như việc phối màu mắt vẫn là một cái gì đó rất là xoắn não đối với bạn thì hãy chọn một màu nhạt nhất trong cái bảng màu của bạn và tán lên toàn bộ bầu mắt trên và mi mắt dưới. Vì nó là màu nhạt nhất cho nên bạn cứ tán thoải mái đi, đừng có sợ gì cả, cứ dùng cây cọ để tan qua tan lại sao cho cái màu nó đều ra là được. Và bây giờ cũng với cái bảng phấn mắt đó, bạn hãy chọn ra một màu có tông màu đậm hơn so với lúc nãy để mình tan lên 2/3 mắt chết ra hướng đuôi mắt. Mình sẽ tan màu sao cho nó đậm ở phần sát với mi mắt và đuôi mắt, nhạt dần theo hướng ra ngoài. Dùng ngón tay để lấy nhũn màu ngọc trai tan lên giữa bầu mắt trên và mi mắt dưới. Dùng phấn mắt có tông màu nâu cam hoặc là nâu đất để kẻ bọng mắt, xác định bọng mắt bằng cách cười lên như thế này, mình sẽ thấy được cái rãnh ở phía dưới. Bây giờ thì sẽ kẻ lên nó, kẻ xong thì nhìn mắt to hơn hẳn luôn. Cũng với màu đó thì mình sẽ thực hiện thao tác mở góc mắt bằng cách là kẻ một đường từ giữa mi mắt dưới, hơi lan dần dần ra phía ngoài cho tới đuôi mắt. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu kẻ eyeliner bằng một cái bút dạ có đầu thật là nhỏ, nó sẽ giúp mình dễ dàng kẻ được một cái đường eyeliner siêu mảnh và sát vào chân mi. Khi mà mình kẻ được một đường eyeliner mảnh như thế này thì nó sẽ giúp cho mắt của mình nhìn nét hơn mà vẫn không bị già hay là bị dữ. Muốn có một hàng mi dài và cong vuốt mà lại bỏ qua bước bấm mi thì chắc chắn là thất bại rồi. Dùng kẹp để bấm mi cho thật là cong rồi mới chuốt mascara, loại này sẽ giúp cho mi của mình dài, dày và tơi ra hơn, đặc biệt là không lem không trôi. Loại này giúp giữ độ cong cho mi suốt 24 giờ, những bạn nào mà khi chuốt mi hay bị sụp mi hoặc là mi mỏng thưa thì nhất định là phải thử loại này nha, không cần phải sử dụng mi giả luôn. Sau khi chuốt mascara một lần, mình sẽ dùng nhíp để kẹp lần lượt các cụm mi lại với nhau theo dáng mi chữ A. Với cách này thì mỗi lần mình sẽ lấy khoảng 3 đến 4 cọng mi để kẹp dính cái phần ngọn lại với nhau. Áp dụng luôn cho cả mi trên và mi dưới nha mọi người. Kẹp mi xong rồi bây giờ mình sẽ dùng mascara để chuốt lại một lần nữa cho cả mi trên và mi dưới, nó sẽ giúp cho lông mi của mình được đen và nét hơn. Bình thường thì mi của mình rất thưa và mỏng, nhưng mà khi dùng mascara và áp dụng cách này thì lông mi của mình nó dài và dày giống như là dùng mi giả luôn đó. Tạo khối theo dáng mũi của người châu Á thì mình sẽ bắt đầu từ phần hốc mắt kéo xuống giữa mũi song song ở hai bên. Tiếp tục ở hai bên cánh mũi và phần chóp mũi, nó sẽ tạo hiệu ứng cho mũi của mình được thon gọn hơn. Dùng highlight màu sáng để nhấn ở sống mũi, giữa hai hốc mắt, chóp mũi và cả hai đầu mắt. Ở layout makeup này thì ngoài việc đánh má hồng ở hai bên má như thông thường thì mình sẽ đánh thêm một chút ở phần chóp mũi, cằm và một chút ở phần trán sát với chân tóc. Cách này thì nó sẽ tạo hiệu ứng giúp cho gương mặt của mình ửng hồng lên kiểu baby girl ngây thơ vô số tội vậy đó. Muốn tô son đẹp thì thay vì chỉ dùng duy nhất một màu son cho mỗi lần sử dụng thì bạn hãy đầu tư thêm những cái thỏi son màu nhạt khác, ví dụ như là màu nu này chẳng hạn, thì mình sẽ dùng nó để tô lên toàn bộ môi làm nền trước. Mình sẽ dùng cọ để có thể dễ dàng tan được đều màu son ra và tan thêm một chút ở phần nhân trung để giúp tạo chiều sâu cho nhân trung. Tiếp theo thì mình sẽ dùng một thỏi son khác có tông màu tươi tắn hơn để tô lên giữa đỉnh môi trên và lòng môi. Mình đang dùng là thỏi son mát mã 316 màu đỏ gạch. Tới đây sẽ có nhiều người nghĩ tô son như vậy là xong rồi chứ gì, nhưng mà vẫn chưa đâu, mọi người cứ xem tiếp đi nha. Mình sẽ tiếp tục dùng một thỏi son có tông màu đậm hơn so với cái màu son thứ hai đó nữa, màu đỏ gạch ánh nâu. Thì cái màu son này nó có tác dụng giống như là tạo khối cho môi một lần nữa. Kết hợp ba màu son này lại với nhau để tạo hiệu ứng môi đậm ở phía trong và nhạt dần ra ngoài. Thỏi son thứ tư sẽ là một thỏi son bóng không màu giúp cho môi của mình căng mọng hơn. Và tất nhiên là không thể thiếu bước xịt khóa nền để cố định lớp makeup, và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục tới cái bước làm tóc. Mặc áo dài thì mình sẽ làm tóc đơn giản thôi, không cần phải cầu kỳ quá nhiều. Bây giờ thì sẽ chia tóc ra làm hai và lấy một phần ở phía trên một bên như thế này rồi mình cột lại. Sau đó lộn ngược tóc vào trong. Dùng tay để kéo nhẹ cho các sợi tóc được lỏng ra, nó sẽ tạo độ phồng cho tóc. Nửa phần tóc phía dưới mình cũng sẽ làm tương tự như vậy, cột và lộn ngược lại vào phía trong. Chỉnh lại tóc để tạo độ phồng cân đối cho hai bên. Chừa ra một ít tóc mái hai bên để cho gương mặt đỡ trống trải. Mình đã hoàn thành xong layout makeup của ngày hôm nay và bây giờ sẽ chuẩn bị đi chụp hình để có những suất hình kỷ yếu thật là đẹp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình và nếu thấy hay thì hãy cho mình một like, share và subscribe kênh để ủng hộ cho mình với nha. Và đừng quên cho mình biết cảm nhận của bạn về video này cũng như là những ý kiến đóng góp trên tinh thần xây dựng để giúp cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn các bạn nha. Đoạn cuối video này mình sẽ dành cho những bạn nào mà thích sự cầu kỳ trong việc làm tóc thì các bạn có thể tham khảo thêm nha. Mình sẽ cột hai cái búi tóc hai bên như thế này rồi sau đó sử dụng cái loại cột tóc giả được tết bính sẵn như thế này rồi bây giờ mình cột nó lên thôi. Rất là đơn giản, dễ sử dụng và mọi người có thể dùng ở bất cứ đâu.